Em chào các bác nhá. Các bác thân mến, anh em nuôi cái số lượng ít, cụ thể ở đây là 10 đàn trở về. Đặc biệt là có những bác mà nuôi chỉ 2-3 đàn thôi, thì cái việc mà các bác mà làm chúa thì nó khó. Nó khó ở đây ấy là thứ nhất là các bác mới nuôi, về kỹ thuật ấy, các bác cũng không nắm bắt được. Cái thứ hai nữa là về linh kiện. Linh kiện ở đây ấy, là như kim di rồi sữa rồi là nụ các thứ ấy, các bác cũng chưa nắm được kỹ thuật đấy nên là làm nó khó. Và có cái điều nữa là về đực nữa đấy. Thế nhưng mà một số bác thì cũng hỏi em là ví dụ như là các bác không có điều kiện ấy, thật sự mà nói các bác có điều kiện để mua một con chúa về ấy, thì những lúc mà bác mất chúa hoặc chúa già ấy, nó có tạo cái nụ, tức là chúa nó già thì nó tạo nụ trên đàn đúng không, và chúa mất ấy, thì nó tạo cái nụ cấp tạo đúng không, thì các bác có hỏi mình là những cái nụ đấy ấy, thì có nên để không, hoặc là nên để những cái nụ nào. Đấy, thì hôm nay em sẽ chia sẻ với tất cả các bác cái kỹ thuật mà chúng ta lựa nhá, lựa cái nụ ấy, cái nụ cấp tạo hoặc là cái nụ chia đàn. Đấy, thì để cho các bác nắm rõ cái tình hình này, thì mình có cái đàn mình để sẵn đấy, cho nó mất luôn. Đấy, để nó cấp tạo thì để cho các bác xem nhá. Đây các bác. Thùng này là thùng phối và em cố tình để lại, em không gắn nụ đó để nó cấp tạo như thế, thì để cho các bác có cái nhìn nó cụ thể luôn, chân thực luôn. Đây ok nhá các bác, anh em nhìn thấy đây là cái nụ này, nụ cấp tạo này đấy, cái nụ cấp tạo và nó đã bít nắp rồi này đấy, cấp tạo bít nắp. Nói chung là thường ấy mà cấp tạo các bác là nó bít nắp, nó chỉ có 3 ngày nó bít nắp thôi, thường là như thế các bác nhé. Cùng nó là 4 ngày đấy. Đây có mấy nụ nữa này. Nào, nụ này thì nó hỏng rồi. Hỏng rồi. Thì mình cấu luôn đi. Đây thì nó có 2 nụ như thế này. Đấy. Các bác thấy không? Một nụ này, bên này có một nụ là 2. Thì để cho bác xem là cái nụ nào mình nên để nhá. Này, các bác thấy cái nụ này. Ở đây chỉ có 2 nụ thôi. Nếu mà nó có 3-4 nụ mình có cơ hội để lựa ấy, thì mình sẽ lựa được nhiều cái nụ đẹp hơn. Nhưng mà ở đây ấy, thì em chỉ có 2 nụ thôi, thì các bác nhìn cái nụ này này. Đúng không ạ? Nụ này này. Với cái nụ bên này, đúng không? Thì các bác có thể thấy là cái nụ này á, nụ nhỏ này, nó nhỏ hơn, đúng không? Đâu rồi, đây nhỏ hơn, với lại nó sát vào trong cái búng này quá, thì chúng ta có thể vặt đi, đấy, vặt như vặt nụ đi này, vặt luôn nhá, đấy, có thấy con trùng này, nó to rồi mà sữa không có này, không có được bao nhiêu này, đó, cho nên là nó không nuôi được tốt đấy, thì các bác để cái nụ to hơn thế này, đấy, cái nụ này là đảm bảo hơn này, nắp đảm bảo hơn, đấy, rồi ok, đây là bắt buộc chúng ta phải để nhá. Chứ còn nếu như mình ấy, thì mình làm được chúa, làm một nụ ấy, thì những cái nụ này mình phải hết. Đấy, hôm nay mình chia sẻ với bác cái kinh nghiệm mình lựa cái nụ nhé. Thì thường các bác ạ, cấp tạo ấy là nó cấp tạo lung tung luôn. Đấy, nó vớ đâu cấp tạo đấy. Anh em hiểu cái nguyên tắc của con ong mà khi mất chúa nhé. Là nó sẽ cấp tạo liên tục luôn. Đấy, nó cấp tạo rất là nhiều. Cấp tạo lung tung hết. Đấy, còn nếu mà ví dụ như là nó mà chia đàn ấy. Nhá, chia đàn kế ngôi. Thì thường ấy là nó sẽ tự lựa chọn được. Các bác hiểu không? Nó tự lựa chọn được cái con giống của nó trong cái đàn nó. Ví dụ như là ở đây, ở góc này này. Nó sẽ làm đa số ở những góc này và góc bên này. Cầu. Đấy. Thì những con ong thợ ấy, nó sẽ lựa chọn cái con trùng ấy các bác. Con ấu trùng ấy. Và nó con ấu trùng nó ít ngày tuổi ấy. Thì nó sẽ làm. Các bác hiểu chưa? Nó sẽ làm thì nó nuôi nó đủ ngày ấy. Tức là từ cái lúc mà nó bắt con trùng vào để nó làm chúa ấy. Nó sẽ cung cấp đủ 5 ngày. 5 ngày sữa. Đấy, xong với vào bít nắp. Các bác hiểu chưa? Thì ấy, là nó sẽ đủ được cái ngày sữa. Con ong chúa trong ngày nó sẽ to mập và tốt. Nó đủ sữa để sau này nó có độ bền hơn. Đấy. Còn buộc khi mà nó cấp tạo các bác là con chúa mình nó mất rồi đúng không? Nó mất 2-3 ngày sau bắt đầu nó mới làm ấy, thì có nghĩa là ở đây nó sẽ vớ đại một cái nụ nào ở trong này. Bởi vì lúc đó chúng ta phải hiểu rằng là trùng với trứng ở trong này nó không có, nó buộc phải lấy con trùng to luôn. Các bác hiểu chưa? Lấy con ấu trùng to luôn, trùng 3 ngày tuổi, 4 ngày tuổi nó cũng làm. Vì có trùng nó sẽ làm, thậm chí là những cái đàn ấy mà nó đói quá, nó khát quá rồi nó phải khui cái nhộng ra này. Đấy, nó khui luôn cả cái mặt nhộng ra để nó làm chúa. Đấy, thì những con chúa đấy sau này nó không ra gì các bác ạ. Bác hiểu mình nói nhá. Ở đây ấy là mình đang nói ví dụ như là cái nụ này, nụ cấp tạo này. Đấy, nụ này là cấp tạo đúng không? Thì nó sẽ lấy một con trùng tầm khoảng 3 ngày tuổi. Đúng không ạ? Nó lấy 3 ngày tuổi để ưu tiên, xong rồi nó cho vào đây. Đấy, nó cho vào nó làm. Làm càng nhanh càng tốt các bác ạ. Làm càng nhanh tốt biết nắp. Những con này ấy thì không đủ ngày. Kể cả nhá, nó thời gian đi phối nó rất là nhanh. Đấy, nó là bây giờ mình nói đơn giản như này. Nếu mà đủ ngày là 5 đúng không? Là 5 ngày.
5 ngày là biết đắp, rồi 7 ngày sau ấy là nó sẽ nở, là 12 ngày. Con chuối 12 ngày là đủ, đúng không? Nhưng ở đây ấy thì 3 ngày nó biết đắp rồi. Đấy, xong rồi ấy nó vào trong này nhá. Nó ăn nó cũng nở sớm. Vì nó to rồi nó nở sớm, nó có 6 ngày nó nở thôi. Đấy thì tổng ấy cái thời gian mà nó vào đây nó chỉ có 8 ngày trong này thôi. 8 9 ngày trong này thôi, sau này nó đi phối cũng nhanh nữa. Còn đi phối nhanh nữa. Cho nên là ý là nó phối nhanh về để nó còn quản lý tổ ấy, nó đẻ đái ấy. Cho nên con chú này cấp tạo là sẽ không đảm bảo được cái độ bền và con chúa nó sẽ không tốt, đẻ con thông thợ ra nó cũng không ra gì, nó thật là không ra gì về con chú cấp tạo này. Đấy, cho nên là ví dụ như các bác nào mà buộc thôi. Đấy, mình không có mua được chúa hoặc mình không làm được ấy, thì bắt buộc mình phải làm. Bởi vì khi mà cái tổ của các bác ấy mà nó mất chúa rồi thì có chúa là cái điều quý rồi, chúng ta cứ để nó. Nhưng ấy, nó có điều kiện thì các bác lại thay. Đấy, lấy cái con, nếu mà con đấy nó về đẻ rồi nhá. Cái con chúa nó về đẻ rồi, các bác lấy con trùng này, cái con trùng nhỏ nhất của nó, bác chịu khó các bác làm nhân tạo ấy, thì nó tốt hơn. Đấy. Thì kể cả là ở đây ấy là cái loại mà chia đàn thế thôi, chia đàn nó cũng vậy các bác. Chia đàn thì thường ấy là con chúa già nó cũng yếu rồi đấy. Cho nên là cái loại trứng của nó thì cũng không còn đảm bảo như là cái loại mà chúng ta chủ động đâu. Đấy. Còn kế ngôi thì kế ngôi cũng vậy. Cái ngôi chia đàn vậy. Đấy, cho nên là nội dung là nếu như các bác mà không thể làm được chúa nhân tạo ấy thì mình để những cái loại nụ này thì vẫn không sao. Đấy, nhưng mà có điều kiện ấy thì các bác lại thay nó ấy, thì tốt hơn. Cứ để nó ví dụ sau này nó đẻ đái này, quân nó đẻ không tốt ấy, nó đẻ ví dụ như vào mùa mật mà chúng ta cần quân mà con chúa nó đẻ kém thì cái lượng quân nó không có, đúng không ạ? Cái lượng quân không có mà cái cho dù con đấy là nó mật nó lấy mật rất là tốt đi, nhưng mà quân nó không có thì nó cũng chả lấy được bao nhiêu mật cả. Đấy, các bác hiểu không? Còn cái đánh cái đàn mà kể cả là mật nó kém mà quân nó cực kỳ đông, đấy, nó cực kỳ đông thì nó vẫn đi làm bình thường, và nó quân nó đông thì nó vẫn cho dù nó ít, đúng không, nó lấy ít thì nó vẫn có đủ để nó đổ bỏ vào cầu, chúng ta vẫn có mật để lấy. Còn những cái đàn mà nó ít mật ấy, ít quân ấy thì nó không đủ quân để nó nuôi cái những cái ấu trùng trong này thì nó đâu ra mà có quân để đi làm, đúng không các bác? Đấy, thì nội dung là chia sẻ với các bác về cái kỹ thuật như vậy. Thì anh em nói chung là mình lưu ý về vấn đề này. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta không có thời gian hoặc là không có đủ cái linh kiện để làm chúa thì chúng ta cứ để không sao, thật sự không sao. Nhưng mà có điều kiện thì chúng ta nên thay hết thì nó tốt hơn. Đấy, giờ mình cũng vặt luôn nhá, làm xong video là vặt luôn thôi. Đây, như con này thì nó ok này, ok hơn này các bác này, sữa nó tốt hơn này. Sữa nó tốt này, sắp nở rồi, ok nhá. Đó, chào hẹn lại các bác ở video nhá.